Rồi bước đầu là vô cái phần chuyển dịch, xong rồi chọn dấu cộng đó. Đây là cái tạo chuyển dịch mới, vô đi. Rồi chọn chuyển dịch mới. Rồi mình đang chạy cái mảng tìm kiếm thì mình chọn vô cái phần tìm kiếm thôi. Rồi tiếp tục. Rồi lượng truy cập web, truy cập web đi. Rồi tiếp tục luôn. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi cái phần tên chiến dịch là mình nhập cái tên chiến dịch mình cũng chạy vô à. Nhanh lên, nhanh lên. Anh chạy với em nè, tên chiến dịch em đừng đặt như vậy. Anh chạy cho, ví dụ sau này em chạy 10 dự án, 100 dự án sao em đặt cái đó là em không nhớ. Vậy bây giờ đặt tên chiến dịch là bây giờ em chọn em cứ ghi vô đó đi. Tên dịch là tên cái dự án em đang chạy, thấy không? Rồi á, xong rồi tiếp đến là ngày tạo. Thứ ba nữa là loại chiến dịch gì, đúng không? Loại chiến dịch là em chạy là bây giờ loại tìm kiếm, hay loại tìm kiếm, hay là loại banner, hay là loại YouTube, hay là loại gì đó, thấy không? Rồi bây giờ em nghe đi. Ghi ngắn thôi, đừng ghi dài với em. Sau này em lục lại, em nhớ ngày hôm đó em tạo gì và chiến dịch như thế nào. Là chiến dịch là lướt web, tìm kiếm anh. Cái này là em tạo để em nhớ, hiểu không? Chứ không phải là ai bắt được em làm đặt như vậy. Cái này thì dễ à, thường tìm kiếm thì em chọn những cái mảng là tìm kiếm thôi. Tìm kiếm là cái này là xuất hiện trên Google. Còn cái này nếu mình chọn cái này thì cái mẫu tìm kiếm của mình sẽ xuất hiện trên mấy cái trang đối tác như thế này đó. Mấy cái này như vậy đó. Rồi ok, tắt đi. Bỏ đi, rồi bỏ đi. Rồi cái này thì vị trí thì quá dễ. Bây giờ em muốn liên hệ quảng cáo ở đâu á thì mình nhập cái địa điểm đó thôi. Đó. Ở ngoài đây á, thì là mình chọn bao phủ Hà Nội luôn. Còn nếu mà mình muốn vô nâng cao á, mình muốn bán kính hoặc là ghim nữa nào thì là mình tập cái chế độ ghim vô, ghim vị trí đó là được. Rồi ghim vô, ghim vô. Rồi đây mình chọn mục tiêu, rồi chọn mục tiêu, xong đó qua bên này đó, thấy không? Rồi mình chọn là bao nhiêu nè, đây nè bao nhiêu km này, rồi lưu thôi, lưu. Đó, vậy là xong cái đó chế độ nâng cao ha. Đây là tùy chọn vị trí này, đây giải thích luôn. Thì cái loại trừ này mặc định là ở đây, không ai chọn dưới này hết. Thì anh chỉ giải thích hai cái dòng đầu này thôi. Cái dòng đầu tiên, những người ở thể hiện sự quan tâm đến các vị trí nhắm mục tiêu của bạn. Sao? Có nghĩa là mặc định thì cái mẫu quảng cáo của em sẽ xuất hiện những cái vị trí em đang chọn. Và cái đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà nó sẽ có một option nữa, có nghĩa là em ở Hà Nội, em ở Thành phố Hồ Chí Minh mà em đang muốn tìm hiểu những dự án ở ngoài Hà Nội thì nó cũng xuất hiện luôn. Ví dụ là anh gọi là Thiên City ở ngoài Hà Nội đó, thì nó liên quan đến địa điểm của em, đúng không? Nó đi tới dính với địa điểm của em nha, thì nó mẫu quảng cáo của em xuất hiện luôn. Còn em chọn cái mẫu thứ hai là có việc là chỉ là những người trong cái vị trí của em thôi. Vị trí của em nó là trong cái phần 20 dặm rồi mình ghi thôi. Chỉ có nó xuất hiện ở đó, em phải ở vị trí đó, em tìm nó mới ra. Đúng không? Dạ. Rồi theo anh thì bây giờ em nhắm tới cái thứ hai đi. Cái này là nó theo giống như là cái lượng người cả nước vậy, cả nước. Nhưng mà nó vẫn là ưu tiên cái vị trí ở đây hơn. Yeah. Còn mà khi nào người ta tìm kiếm liên quan đó, người ta nói tìm kiếm vị trí được nhắm mục tiêu của bạn thì nó mới hiện thị ra thôi. Ví dụ rồi cũng nghĩ là vậy rồi, mặc định tiếng Anh tiếng Việt thôi, rồi khỏi tiếng gì hết á. Rồi ngân sách thì bây giờ xíu nữa anh sẽ chỉ cái phần mà tại sao mình đặt ngân sách như thế này như kia. Thì bây giờ ví dụ cái giá cầu của mình bây giờ là 10.000 đi, 10.000 vậy ngày mình để 100.000 thì mình có 10 lít đó. Cái
người list là em xác định được bao nhiêu người gọi điện cho mình, nghĩa là nó thấp lắm, trong người list là chẳng bao nhiêu đó thôi. Còn là áp buộc là tốt nhất là khoảng 5-10%, ví dụ một ngày em có 100 list thì 5-10% mà làm sao để được 100 list thì em phải tăng giá hơn. Thì bây giờ em gắn 100.000 một ngày thì tỷ lệ em mong muốn là khoảng 10-15 list thì mong muốn là một gọi ok đó. Ok vậy đó. Người nhắc bao nhiêu hả? Người nhắc là bây giờ mình bỏ bao nhiêu tiền? Tùy em, cái này là tùy ngân sách của mình thôi, chứ đâu phải là vì lý là ngân sách là hiệu quả. Mình ngân sách là hiệu quả là không mới kiếm được. Còn là ngân sách cao thì tất nhiên hiệu quả là cao rồi, cho nên mình là mình cái khách hàng hẹp thì mình để vậy thôi. Còn những người công ty lớn á, công ty lớn hoặc là gì ấy, người ta không quan trọng ngân sách á, cái gì công ty anh chẳng hạn không quan trọng ngân sách gì, thì làm như thế nào là tốt. Bây giờ sếp yêu cầu anh là một ngày 100 cuộc gọi, một cuộc anh là 100, thì anh làm sao đó chi phí như thế nào để đáp ứng 100 cuộc gọi, ít nhất là 1.000 lít thì chi phí nhiêu, 1.000 lít thì chi phí 1-2 triệu một ngày, đúng không? Thì để đáp ứng như vậy thôi. Cầm cái đi. Ai cả. Rồi cái này. Rồi cái này đặt giá. Đủ. Đủ đó. Có nghĩa là nó phân bổ đồng đều theo cái lịch của em. Đó có nghĩa là từ em chạy từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối thì nó phân bổ đồng đều, nó chiêu đề cái mẫu hiển thị của em trong những khoảng thời gian đó, có nghĩa là giờ nào em tìm cũng có nối tiếng kiện à. Và cái tăng tốc có nghĩa là ví dụ hôm nay đi sự kiện Vingroup VR quá trời, cái tự nhiên lượt tìm kiếm mà đông quá nhiều đi trong một thời gian,